Hello mọi người ở trên chương trình livestream của fanpage Auto Sài Gòn cùng ở trên YouTube Auto Sài Gòn luôn nha. Hôm nay thời gian rất là gấp gáp, thì ra mình quay một shot và quay cả hai thiết bị để cho mọi người có thể cùng nhau chiêm ngưỡng VinFast VF3 lần đầu tiên được trưng bày tại Sài Gòn, và đây là một trong những chiếc xe mà mình đã chuẩn bị sở hữu. Và cũng là màu đỏ luôn. Màu này là màu mình đặt nè. Sắp tới là họ sẽ giao cho mình là màu này nè. Làm cho mình cũng hết sức nôn nao, và đây là lần đầu tiên mình đặt cọc xe mà chưa biết như thế nào, và lần đầu tiên ngày hôm nay mới được lấy thử. Quá trời khủng khiếp luôn, với cái thiết kế hết sức là trang nhã, một trong những cái chiếc xe mini cỡ nhỏ dành cho đô thị thôi. Và hôm nay ở trong Sài Gòn mới có cái cơ hội để sờ chạm. Các bạn thấy những nước sơn không? Mình muốn lặp đi lặp lại. Màu xám xi măng cực kỳ đẹp mọi người ơi, cực kỳ đẹp luôn. Màu đỏ là màu mình đặt nè, nhưng mà bây giờ tự nhiên giờ mình suy nghĩ lại, úi cha, màu kia là màu đẹp hơn, màu xanh cũng đẹp. Và màu này nó sẽ bắt trend hơn trong những năm gần đây. Màu xám xi măng này để giúp cho mình sẽ thú vị hơn khi mà sở hữu chiếc xe. Nhưng mà không sao, cái màu sắc nó cũng quan trọng đó. Nhưng mà không sao, các bạn thể wrap lại được với những chi phí cũng hết sức hợp lý thôi. Ở trên thân xe các bạn có thấy chữ Retradition ở trên những chiếc xe được giao trong những logo thời gian này, thì sẽ giao đâu đó khoảng 6.868 khách hàng trở lại, thì những cái chiếc xe đó được có những cái logo Reiter Edition này, một trong những phiên bản đặc biệt, và sẽ có khắc số khắc ở trong cái tắp bi cửa. Cả lớp hết sức là lớn luôn. Cái thông tin lớp size luôn này thì mình thấy nó hơi lạ, mà mình cũng không thấy biết là cái thương hiệu này là thương hiệu nào. Nhưng mà với cái mâm lớp với kích thước 16 inch thì cực kỳ đẹp. Mọi người thường thường nói đây là cái mâm của những chiếc xe van, những chiếc xe chở hàng, nhưng mà được cách điều lại, cách tân lại, được sơn màu đen làm cho chiếc xe khỏe khoắn và đẹp hơn. Ngày trước những chiếc xe lái thử ở Hà Nội, Hải Phòng thì mọi người có thấy là cái mâm này là màu bạc, nhưng mà theo như ý kiến đóng góp của người dùng VinFast lắng nghe, trang bị cho một cái mâm được sơn đen sẵn như thế này rồi thì quá là đẹp luôn. Và đây là một cái chụp mâm nữa có logo VinFast, chụp mâm bằng nhựa nha mọi người, đó, chụp mâm bằng nhựa. Mâm đẹp nha. Chúng ta mua về cách điệu thêm một cái viền màu đỏ bên ngoài nữa. Xe màu đỏ ha, làm một cái viền màu đỏ nữa. Đó, cá nhân thích, bữa mình thích là vậy. Bên hông thì chúng ta sẽ có những cái đường viền chạy chẳng hạn. Đó, từ mí đèn này chạy ra phía sau cũng sẽ cực kỳ đẹp luôn. Rồi, nóc là mình sẽ làm lại móc nóc màu đen. Đó, sẽ lý thú hơn rất nhiều. Và cái kính này nhỏ nha, mọi người nhìn ở trên hình nó sẽ tưởng nó rất là lớn, rất là to. Mình cũng làm tưởng giống như mọi người vậy, nhưng ở trên thực tế thì cái kính nó sẽ nhỏ. Nó đâu đó bằng một bàn tay mình, đó, kính cơ mà. Đó, nó như vậy thì hơn 200 triệu thì như vậy thôi, nó gập thoải mái nè, đó. Mọi người cần thì gập chỉnh nè, nó muốn góc nào thì mình cần chỉnh thôi. Ui, chắc chắc nha, cứng nha, cứng nha. Wow, cửa mình bất ngờ nha. Còn hơn những chiếc xe Nhật nữa. Cứng ngắc luôn. Thật sự cái này cũng rất là dễ, khi mà chúng ta thêm một cái lớp tem đi bên trong nữa thì chúng ta sẽ được hưởng được những cái tiếng đó. Nhưng mà với những cái đường gân này, một phần nó giúp cho cái thân xe nó vững hơn, cứng hơn. Mọi người lại gần xem cái màu xám xi măng này đi. Xám xi măng cực kỳ đẹp luôn. Ấy, quá nuột luôn mọi người. Màu này nuột. Ở đây có một cái đường gân dài phía sau lên ở vị trí này, làm cho mọi người sẽ thấy chiếc xe khỏe khoắn. Cũng mini nhưng mà nó rất là hầm hố. Mọi người sẽ thấy nó hầm hố lắm, nó cục mịn, nó cứng cáp, nó không có ẻo lả, nhỏ nhắn giống như những chiếc xe mini mà đã giới thiệu ở Việt Nam. Sẵn đây hỏi một vài thông tin cho mọi người có thể ra nhận định và đánh giá về góc nhìn của người trẻ đi. Thì Bách đánh giá như thế nào về lần đầu tiên được nhìn thấy và sờ chạm chiếc VinFast VF3? Thì VF3 nó thật là nó, theo mình thấy nha, người ta gọi là mini car cũng không đúng, tại nó khá là bự. Đúng. Cái thiết kế thì khá là hợp trend, khá là đẹp. Với được cái là cái màu sắc của xe nó cũng khá là tươi tắn, khá là dễ thương. Trong cái đợt đầu này thì mình thấy là chỉ có những cái màu đặc biệt, đa phần sẽ là màu đặc biệt, và những cái màu nó cực kỳ đẹp. Ở ngoài này nhìn rất là đẹp. Và VinFast được một cái là trang bị thêm cái bộ mâm sơn màu đen, đèn nhám nha chứ không phải đèn bóng, được. Thay cho cái bộ mâm màu bạc lúc cái bản trưng bày, bản ra mắt. Với lại có thêm được cái ốp mâm, cho nên những cái xe nó cũng rất là khác biệt so với cái bản ra mắt trước kia. Và mình cũng ấn tượng thêm một cái là mấy bữa nay mình thấy mấy cái hình trên mạng á, là nó có cái nội thất nó được ốp một số cái chi tiết màu kem hay màu vàng gì đó, nhìn khá là giống Porsche. Nói chung là đẹp, gọn,
trong tầm giá thì để cuối năm nay mình coi sao, mình lấy thêm chiếc chạy chung với anh Thiện. Yeah, ok, cảm ơn Bách rất là nhiều. Cổng sạc của VinFast nè, đó, chúng ta sẽ có cổng sạc AC và cổng sạc DC. À, nhiều người sẽ tranh cãi với những cái cổng sạc này, những cái sạc cầm tay trước kia của những dòng xe của VinFast thì không có được sử dụng. Đấy, thì để trong tương lai như thế nào? Chúng ta đang lái và trải nghiệm VinFast 3 chỉnh ghế cho đúng chứ hả? Màn hình sẽ có hiện camera nha, tại vì chưa gắn á. Đó, có camera da, mình nghĩ trong tương lai sẽ có nha. Chắc chắn là vậy luôn. Cái đầu cảm giác dài dài vui nhỉ? Nhỏ nhỏ dài dài. Nhẹ nhàng. Xi nhan cơ nha mọi người. Xi nhan cơ, không phải là xi nhan điện tử giống như những dòng xe khác. Mình vừa mới lên, mình chưa có điều chỉnh bất cứ những cái thông tin về chế độ hay là về tái sinh gì hết. Mình chỉ chạy một cách bình thường thôi. Đồ gì đồ xiết nhiều lắm. Các bạn cần ở trong phố một chiếc xe như thế nào? Đối với mình thì mình cần một chiếc xe ở trong phố, nhất là nhỏ nhắn, linh hoạt, nhanh gọn. Vô lăng cũng vui vui. Mình hay có cái thói quen là cầm vô lăng như thế này. Nhưng mà ở trên đây nó có cái G như thế này nè, thì nó sẽ chạm vô cái tay mình tí xíu. Mình đang chở 4 người đúng số lượng của chiếc xe luôn. Động cơ mượt mà, nhẹ nhàng. Đạp lên nhẹ nhàng, giảm xuống nhẹ nhàng. Chỉ có chân thắng thì nó hơi tì một tí xíu, nó chưa có thật sự theo như ý muốn của mình. Mình đòi hỏi nó sẽ siết một tí xíu nữa. Thắng thì nó hơi nhẹ đó. Nhưng mà những điều mình thích và ấn tượng đó là về thiết kế, về những cái vật liệu, về những cái cách lắp ráp của chiếc xe. Mình thấy hết sức là hài lòng khi mà bỏ một số tiền đâu đó khoảng hơn 200 triệu tí xíu để dành cho một chiếc xe phục vụ cho mục đích gia đình như thế này. Điều mà mình thích nữa đó là về cần số, về màn hình. Một trong những cái trang bị mà mình thấy là vui và thấy là được ưu ái khi mà sở hữu chiếc xe với những cái cách mà sang số giống như trên những dòng xe sang của Đức, và chúng ta sẽ có một màn hình cỡ lớn 10 inch hiển thị cực kỳ sắc nét, cực kỳ đã luôn. Và mọi người cũng một lần nữa mọi người yên tâm, trong tương lai chắc chắn sẽ có camera sau thôi. Nó phần mềm nó đã có tối ưu rồi, thì chỉ cần phần cứng gắn vào là mọi thứ đều ổn. Động cơ nó mình ghi là nó kiểu vui ha, đạp lên. Hôm nay cũng đường test ở trong phố mà, thành ra là một chiếc xe đi phố hết sức là vừa. Mọi người thấy không, mình cầm 1m65, 66 mà cái trần đó cách mình đâu đó gần một gang tay luôn. Thành ra xe này cao lắm, hơi chiêu hiêu đấy. Cao như vậy thì mình thấy nó xe nó lớn, nó to. Cột A thì đứng thẳng. Chúng ta sẽ có một chiếc ghế với chất liệu là nỉ, nhưng mà mình đã từng chia sẻ trên livestream trước, cái nỉ nó rất là mềm, rất là mịn, và mình sẽ sờ nó rất là dễ chịu. Nó không phải giống như những chất liệu nỉ khác ở trên đời mà mọi người đã từng trải nghiệm trên những dòng xe của Nhật chẳng hạn. Thì nỉ này nó rất là mềm, và không biết ngồi thời gian nữa nó có bị nóng hay không. Hiện tại mình ngồi ở đây với cái không khí nhiệt độ cũng vừa phải, và mình thấy là mọi thứ nhẹ nhàng, êm lưng là được. Đây, sẵn đây mình sẽ cho mọi người xem về cái độ trả của vô lăng khi mình đi phố nè. Chưa được đi nhanh luôn đó nha. Nè, bây giờ mình coi vô lăng nào, mọi người xem vô lăng nha. Đấy, vô cua nè, buông ra nè. Đó, đó, đó. Nó sẽ không smooth đâu, nó sẽ trả nhanh lắm đây. Nhưng mà ok, nhẹ nhàng, một chiếc xe đi phố vô lăng nhẹ nhàng như thế này là đủ rồi. Đạp lên nha, cần bứt tốc lên được 60 rồi đó. Tất nhiên nó sẽ không bứt phá giống như những chiếc xe điện khác đâu. Nó có bốn mấy mã chiếc xe gia đình như thế này là ok rồi. Mọi người đòi hỏi gì nữa? Nếu bứt phá nhiều thì mọi người sẽ rất là dễ bị say xe. Cách năm gầm cũng tốt, đi qua mấy G cũng tốt. Chứ hệ thống treo thì nó sẽ, mình nghĩ sẽ được tinh chỉnh tí xíu á, tưng tí xíu á. Nhưng đối với mình như thế này là hài lòng. Mình không thể đòi hỏi hơn với một chiếc xe với cái mức giá là 240 triệu. Một trong những cái tính năng an toàn của khúc thứ hai, phải ghim chìa khóa đúng cái logo quay phía trước ở vị trí này thì xe mới có thể là bật on lên để di chuyển được nha. Em chào anh, cảm nhận hàng ghế thứ hai thế nào khi mà ngồi trên VinFast VF3? Nó giống như hàng ghế thứ ba của mấy xe khác. Ghế trước nó sẽ đụng chân với một người trên 1m7, nhưng mà cái ghế sau làm rất là mềm, cái ghế trước, cái lưng ghế làm rất là mềm. Thoải mái không ra? Ngồi thì có khá là thoải mái đó.
không phải thoải mái cái kiểu mà đi đâu cũng được, nhưng mà thoải mái theo kiểu là đi 1-20 cây quay đầu thì nó được. Trong phố thôi mà. Trong phố. Đi siêu thị tuần thì được. Mà. Đâu đó đi lên quanh những cái khu vực lân cận giống như là Bình Dương. Em đi lên Trường Đô là em đi được á. Còn sao vẫn được. Ngồi sao vẫn được. Nói chung là cái sàn nó có bị sởm không? Không. Cái sàn này ngồi dễ chịu hơn VF5. Có thoáng cao không? Chân em ngồi thẳng lên dư tầm khoảng 10 xăng. Với lại nó cái góc ngồi nó cũng khá là thoáng, tại cái thân xe em thấy là cái thân xe làm thẳng lên á. Hơi bóp vô làm thẳng cho nên là ngồi sau thoải mái. Có chỗ tì tay bên trái vừa đủ, chỗ để nước luôn. Ok. Rồi một vài cảm nhận nhanh giữa mình người lái và cùng với một vị người dùng trong tương lai chia sẻ cho mọi người về hàng ghế thứ hai, và tí xíu chắc lẽ là mình sẽ phỏng vấn thêm Bách về cảm giác lái của Bách, xem có giống của mình hay không. Trên livestream này tí xíu mình sẽ có gì thì thông tin như vậy. Một nữa cảm ơn Bách nha. Ok. Rồi, thật sự mà nói ra trên mạng hay là những cái thông tin leak ra bên ngoài rất là nhiều thông tin về chiếc xe này rồi. Và thông tin mình muốn truyền tải ngày hôm nay đó là về cảm giác lái như thế nào, cảm giác ngồi ra sao, di chuyển thành phố như thế nào. Và mình là một trong những người mà được cầm lái sớm nhất ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Video này chia sẻ hết sức là nhanh. Mình sẽ hẹn video các bạn trong những video lần sau ở trên YouTube và trên cả fanpage ô tô Sài Gòn. Đừng quên subscribe kênh YouTube ô tô Sài Gòn nha, để sớm có những video sớm nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.